Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món cá nục kho sơ mít thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Cá nục là món ăn ưa thích của nhiều người dân miền Nam, được chế biến với nhiều công thức khác nhau. Món cá nục trở thành món ăn quen thuộc trong nhiều bữa ăn. Món cá nục kho sơ mít là món ăn được chế biến theo công thức mới. Thành phần, khẩu phần, 4 người, mít 100 gia, muối 1 phần 2 muỗng cà phê, đường trắng 2 muỗng cà phê. Tiêu 1 muỗng cà phê, nước mắm 1.5 muỗng canh, hành lá 3 nhánh, hành tím 3 củ, xà lách 1 cây. Dừa leo 1 trái, cà chua 1 trái, ớt sừng 1 trái, cá nục 400 gia, hướng dẫn thực hiện một sơ mít khô ngâm vào nước nóng khoảng 10 đến 15 phút cho nở đều rồi rửa sạch với nhiều nước rũ cho hơi ráo nước, hai cá nục mua siêu thị nhờ người làm sạch về đem đánh lại sạch vầy Rửa sạch rồi cắt làm đôi, ướp cá với 1 phần 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu và 1. 5 muỗng canh nước mắm trong khoảng 15 đến 20 phút, 3, xả lách lấy lá rửa sạch. Dưa leo trẻ đôi, cắt lát dưa leo và cà chua theo chiều ngang, hành tím bóc vỏ cắt muối cao, ớt sùng cắt khoanh nhỏ. 4. Cho một lớp mỏng sơ mít vào nồi, xếp cá đã ướp lên trên, thêm ớt và hành tím vào rồi phủ sơ mít mít lên trên. Đặt lên vài đầu hành lá. 5. Hòa tan một phần 2 muỗng cà phê nước màu dừa với 2 muỗng canh nước nóng rồi cho vào nồi. Đẩy nấp kho lửa nhỏ vừa đến khi nước gần cạn là được. 6. Bày trí ra đĩa và thưởng thức với cơm nóng và rau là rất tuyệt. Riêng mình thì lấy cây xà lách cho cá và sơ mít vào cuộn lại thành một cuốn vừa rồi cho hết vào miệng. Thật ngọt đấy! hãy làm thử ngay cho gia đình nhé